có nhu cầu đổi tiền Việt lấy tiền Trung Quốc với số tiền 30.000 nhân dân tệ. Chị Ngân ở thành phố Hà Nội đã lên mạng xã hội tìm dịch vụ mua bán ngoại tệ qua mạng. Dù không hề quen biết, qua thông tin giao dịch, chị chỉ biết đối tượng làm dịch vụ đổi tiền tên Nguyễn Mạnh Cường ở Lạng Sơn. Nhưng do đang cần gấp để thanh toán tiền hàng, chị vẫn chuyển số tiền hơn 100 triệu đồng để mua số ngoại tệ trên. Trong quá trình mà tôi chuyển tiền cho anh ấy thì là anh ấy đã chặn Zalo và chặn số điện thoại của tôi. Vì là 3 ngày sau thì anh ấy đã xóa bỏ cái tài khoản Zalo của mình. Thì lúc đấy tôi biết là mình đã bị lừa. Ngay sau khi tiếp nhận tố giác của chị Ngân, chỉ với nguồn thông tin ít ỏi mà chị cung cấp, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét đối tượng. Chỉ sau ít ngày, đối tượng có hành vi lừa đảo trên đã bị bắt. Đó là đối tượng Nguyễn Mạnh Cường, sinh năm 1990, trú tại xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc. Qua đấu tranh khai thác, với chiêu trò đổi ngoại tệ giá rẻ, chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng của chị Ngân, đối tượng còn thực hiện chót lọt một vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 95 triệu đồng của một người khác cùng với hình thức tương tự. Thì sau khi hỏi tỷ giá tệ thì chị ấy tự nguyện trực tiếp chuyển tiền qua số tài khoản của em. Rằng số tiền đấy thì do làm ăn thua lỗ và do có ham mê trò game ở trên mạng thì em có dùng số tiền đấy là mua 5 chỉ vàng và chi tiêu cá nhân, số còn lại là em nạp vào game. Theo thông tin từ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lạng Sơn thời gian gần đây, tình trạng lợi dụng không gian mạng để lừa đảo có xu hướng gia tăng. Chỉ tính trong 3 tháng qua, đơn vị đã nhận được 26 đơn trình báo, tố giác tội phạm với tổng số tiền thiệt hại lên 5 tỷ đồng. Trong đó, lừa đảo qua giao dịch mua bán trao đổi ngoại tệ là một trong những hình thức lừa đảo mới nổi trong thời gian gần đây. Chúng tôi khuyến cáo người dân, khi có nhu cầu mà cần mua bán thu đổi ngoại tệ thì tuyệt đối là không mua bán qua mạng xã hội và không chuyển tiền vào các số tài khoản lạ của các đối tượng không quen biết, mà nên đến các cái điểm thu đổi ngoại tệ được nhà nước cấp phép để đảm bảo an toàn. Mặc dù cơ quan chức năng đã liên tục cảnh báo, khuyến cáo và phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng lừa đảo trên không gian mạng, nhưng nhiều người vẫn bị các đối tượng lừa đảo lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin để chiếm đoạt tài sản. Do vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác, cập nhật thông tin, nhận biết các thủ đoạn của đối tượng phạm tội để chủ động phòng tránh. Nếu là nạn nhân của các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cần báo ngay cho cơ quan chức năng nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.